Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục Camtasia, và trong cái chuyên mục về hiệu ứng chữ thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái hiệu ứng chữ mà mình tạm đặt tên cho nó là hiệu ứng chữ run rẩy ha. Với cái hiệu ứng này thì các bạn có thể sử dụng trong Camtasia 9 hoặc Camtasia 2020 đều được nha. Và nó cũng khá là hay và vui vẻ nha. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ bật Camtasia mực của mình lên, và các bạn sẽ vào cái mục là annotation nha, và chọn một cái hiệu ứng chữ của mình, chọn cái chữ này, các bạn chọn nha. Thì ở đây thì mình đã chọn rồi, ở đây thì mình đã chọn cái hiệu ứng này rồi cho nó dễ. Thì còn trên cái máy của các bạn thì bạn có cái font nào á thì các bạn sử dụng cái font đó nha. Ở đây thì mình sử dụng cái font này, nhìn cũng khá là đẹp, một cái font UTM nha, font của UTM. Rồi, khi mà các bạn đã đánh được cái dòng chữ vào rồi và tinh chỉnh cho nó cái kích cỡ cái size chữ rồi, ví dụ như là ở đây đi nha, ví dụ như các bạn đã đánh được cái nội dung như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa một số cái hiệu ứng vào và tinh chỉnh để làm sao chúng ta ra được cái hiệu ứng chữ rung rẩy như thế này. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta sẽ chọn nha, chọn phần chữ, sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục có tên gọi là behavior và tìm đến cho mình cái behavior có cái tên gọi là put setting nha, cầm kéo xuống, được chưa, cầm kéo xuống. Sau khi mà các bạn đã cầm kéo xuống rồi thì các bạn để ý ở bên tay phải nè, trong cái mục put setting thì bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh trong này để làm sao ra được hiệu ứng chữ rung rẩy. Thì khi mà các bạn đưa hiệu ứng nó chữ nó xuống thì nó sẽ như thế này, hiệu ứng ban đầu như thế này nha, đó, nó như thế này, nó không phải là cái hiệu ứng mà rung rung giống như là mình vừa mới làm cho các bạn xem, đúng không? Nó khác rất nhiều đó, nó chỉ được như vậy thôi. Thì mình sẽ tinh chỉnh lại những thông số trong cái phần push setting này nha. Thì các bạn để ý cho mình trong cái phần in, during và out, thì trong phần in và phần out thì chúng ta sẽ chọn cái style, đây cái style là none nha, các bạn sẽ nhấp vào chọn là none. Ở mục out cũng như thế, trong mục style nè các bạn sẽ chọn cho mình là none, có nghĩa là không có cái hiệu ứng gì xảy ra ở cái phần đầu và phần cuối của cái hiệu ứng chữ này nha. In out là chọn nên. Ở trong phần during này thì chúng ta sẽ bắt đầu tinh chỉnh lại cái thông số nha, tinh chỉnh thông số để ra được hiệu ứng đó. Thì trong cái phần style này thì chúng ta giữ nguyên nha, style giữ nguyên, vẫn là chọn cái hiệu ứng là put. Trong cái phần type nè, phần thứ hai trên là style nha, dưới là type. Các bạn sẽ nhấp vào và chúng ta sẽ chọn test nè, nhấp vào chữ test nè, đưa chuột vào chữ test nè, chúng ta sẽ chọn một cái chữ có tên gọi là random, có nghĩa là ngẫu nhiên, đúng không, ngẫu nhiên. Rồi trong cái phần movement thì chúng ta sẽ để nguyên thông số đó. Rồi các bạn sẽ tinh chỉnh cho mình hai cái thông số, một là thông số log time, cái thông số thứ hai nữa là thông số offset. Thì với cái thông số log time này các bạn kéo về nhỏ nhất cho mình là ở cái mức là 0.1 nha, 0.1. Và cái mục offset này thì các bạn có thể để cho mình ở cái khoảng từ 0.01 nha. Tuy nhiên cái phần offset này thì các bạn có thể tinh chỉnh nhiều thông số khác nhau để ra được nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Cái quan trọng nhất là cái phần log time các bạn để cho mình là 0.1. thì bây giờ các bạn xem lại kết quả nha, kết quả đây thì các bạn thấy là tất cả các chữ đều rung hết nha, tất cả các chữ đều rung hết, thì nó cũng gần giống như cái phần video demo của mình rồi, đúng không? Các bạn xem lại nha, tất cả các chữ rung hết. Rồi như vậy thì ở đây còn một yếu tố nữa là cái yếu tố offset nha. Thì khi mà các bạn tăng cái yếu tố offset này lên thì nó sẽ không rung hết toàn bộ cái dàn chữ của các bạn, mà nó sẽ chọn, nó ở trên là mình chọn ngẫu nhiên rồi đúng không, thì ở dưới offset này thì nó sẽ chọn rung từng chữ ngẫu nhiên, sau đó thì nó mới rung đều tất cả cái dòng chữ. Thì bây giờ các bạn để ý là mình thử tăng thử cái sự số offset này lên cao một chút đi, mình để ở 0.8 đi, và ở đầu video các bạn xem lại nè. Đấy thì các bạn thấy là nó bắt đầu bằng chữ y, nó rung bằng chữ y, sau đó nó rung bằng chữ e. Rồi các bạn để ý nha, đó, nó rung từng chữ, sau đó thì nó lan cái hiệu ứng là lan toàn bộ cái dòng chữ của mình, được chưa? Như vậy thì đó chính là cái ý nghĩa của cái dòng offset này, có nghĩa là khi các bạn tăng cái chỉ số này càng cao thì nó sẽ lựa chọn từng cái ký tự trong đó để nó bắt đầu rung nha. Còn nếu các bạn để cái phần offset này ở cái mức là nhỏ nhất thì nó sẽ rung toàn bộ cái chữ, mà nó sẽ không chọn từng cái ký tự nữa. Như vậy thì nó chỉ khác nhau ở cái mục đó thôi. Như vậy thì tùy vào cái nội dung của bạn mà các bạn thể cho ha, có thể lựa chọn từng ký tự rung, sau đó tất cả một cái dòng chữ rung, hoặc là rung ngay từ đầu. Đó, thì các bạn để cho mình hai dòng chữ là log time và offset. Như vậy thì chỉ vài một
vài cái tinh dịch nhỏ thôi là chúng ta đã đẩy cái hiệu ứng này ra thành một hiệu ứng khác rất là đẹp và rất là hay, đúng không? À, các bạn cũng có thể dùng cái này nha để làm cái video intro rất ngắn, 5 giây 10 giây thôi, để mà giới thiệu cái kênh YouTube của các bạn, được chưa? À, rồi, như vậy thì mình vừa chia sẻ xong, và nếu các bạn yêu thích cái kênh chia sẻ của mình thì các bạn có thể là đăng ký, có thể ủng hộ bằng cách là like, share, vân vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo các bạn nha. Xin chào các bạn.